Sáng tạo bất ngờ. Tâm sự nhờ cô giáo giúp đỡ, gia đình chỉ mong cháu thi đỗ vào trường múa quốc gia thôi. Chị yên tâm, tôi luôn cố gắng hết sức để truyền đạt cho các con kinh nghiệm mà. Lớp có bạn mới phải không cô? À vâng, Mỹ An là học sinh của bạn tôi. Vì lý do sức khỏe nên cô bạn tôi phải nghỉ dạy, gửi Mỹ An sang đây học tiếp. Trông cô bé có vẻ chuyên nghiệp, cô bé đã từng đạt nhiều giải cao của thành phố. Thôi Khanh vào lớp đi. Cậu làm mềm mại hơn hẳn tớ. Cô giáo tớ dạy cho để đi thi vào trường múa đấy. Cậu cũng thi vào trường múa hả? Tớ cũng thế đấy. Chúng mình cùng cố gắng tập tốt để thi đỗ nhé. Các em, sắp tới có giải ba lê mở rộng toàn miền Bắc. Cả lớp đi thi nhé. Quán quân của cuộc thi sẽ nhận được một học bổng toàn phần trong suốt 4 năm của trường múa quốc gia. Yeah! Nếu được giải thì tốt quá, mẹ mình sẽ đỡ lo học phí. Mẹ Khanh này, từ tuần này, con sẽ tập 3 buổi mỗi tuần để kịp thi giải mở rộng. Giải nhất sẽ được tuyển thẳng vào trường múa quốc gia đấy. Tuyển thẳng ư? Cô giáo, thế thì tập cả tuần cũng được. Chào cô giáo. Mẹ ơi, mẹ đang mệt mà. Con có thể đi bộ về nhà được. Từ giờ, ngày nào mẹ cũng đến đón An. Hôm tới, mẹ đến cổ vũ con thi nhé. Quán quân sẽ được tuyển thẳng vào trường múa quốc gia và miễn học phí đấy ạ. Thật vậy ư cô giáo? Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô đã vất vả vì các con rồi. Tôi tin nếu giữ phong độ này, An chắc chắn sẽ là đối thủ rất mạnh. Hồng Khanh nhà mình chắc chắn sẽ đoạt giải. Con gái nghỉ uống sữa đi. Mẹ ơi, con muốn rủ Mỹ An đến nhà mình tập. Bạn mới chuyển đến đây hả? Sao tự nhiên con lại muốn thế? Nhà bạn ấy khó khăn lắm mẹ ơi, chật chội chẳng có chỗ tập, mà sắp đến kỳ thi quan trọng rồi. Thôi, con cứ lo cái thân con đi đã. Ở trên lớp, đừng có chiêu gì hay cũng chỉ cho con bé ấy nhé. Mẹ làm sao thế nhỉ? Khanh, uống chút cà cao cho tỉnh táo nào. Mẹ vào chỗ ngồi đi. Đằng nào mẹ cũng không được vào cánh gà đâu. Được rồi, hai đứa thì tốt nhé. Trời ơi, An, bất cẩn quá, bẩn hết váy rồi. Mẹ, mẹ có mang thêm chiếc váy nào cho con không? Lấy cho An mượn. Ờ, mẹ không. Thôi hết giờ rồi, mẹ vào trong đây. Không phải lỗi của mình, là con bé tự làm bẩn váy. Mình chỉ vì Hồng Khanh thôi. Tớ không thể mặc chiếc váy này lên thi được. Cậu cứ bình tĩnh, tớ có cách rồi. Bọn mình vào chuẩn bị thi đã, nhanh lên. Mời thí sinh Mỹ An bắt đầu phần thi của mình. Sao? Sao con bé lại mặc váy của Hồng Khanh? Xin lỗi chị, cuộc thi đã bắt đầu, không ai được phép vào khu vực thí sinh. Ừ, tôi có việc quan trọng, xin anh đi. Xin lỗi chị, đây là quy định rồi. Khanh ơi, sao lại cho mượn váy chứ? Con đã đánh mất cơ hội lớn rồi. Quý vị đang xem tiết mục biểu diễn của thí sinh Hà Hồng Khanh. Ồ, chưa bao giờ thấy váy ba lê màu đâu. Xin hỏi thí sinh Hồng Khanh, bộ váy của em khá đặc biệt. Liệu có liên quan gì đến ý tưởng của bài múa không? Dạ, thực ra em lỡ tay làm đổ cacao lên váy, nên em nhuộm luôn những phần còn lại thành màu cacao và sửa bài múa thành thiên nga xấu xí ạ. À, dựng bài trong vài phút trước giờ diễn, quả thực đáng ngưỡng mộ. Sau đây, xin mời các thí sinh quay lại sân khấu. Xin chúc mừng quán quân, thí sinh Hoàng Mỹ An với phần biểu diễn rất xuất sắc. Yeah. Chúc mừng cậu Mỹ An. Chưa hết, chúng ta có quán quân thứ hai thưa quý vị. Bài thi được sáng tạo ở những phút cuối cùng. Chúc mừng thí sinh Hà Hồng Khanh. Yeah. Và điều này đồng nghĩa với việc, yeah, hai quán quân của chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay bước vào trường múa quốc gia trong năm học tới. Xin chúc mừng. Con gái của mẹ, con giỏi quá. Còn mẹ thì thật là... Khanh à, mẹ rất tự hào về con.
hạnh phúc ngập tràn. Cậu siêu quá. Giáng sinh này tớ đã xin ông già Noel một quả bóng rồi. Ba tớ bảo ông già Noel đã đồng ý. Sau này chúng mình cùng chơi nha. Tớ cũng được hứa mua rất nhiều quà. Cậu thì thế nào John? Tớ cũng chưa biết. Nhưng mà năm nào ông già Noel cũng mang tới cho anh em tớ một túi kẹo thật ngọt và đẹp. Trưa rồi, chúng ta về thôi. Ừ, về thôi, không mẹ lại mong. Năm nay làm ăn khó quá. Trên thị trấn xin việc còn khó khăn hơn nhiều. Ừ, như mọi năm đến tầm này là nhiều người sửa dài lắm rồi. Năm nay thì ít việc quá. Tôi nghĩ mà thương lũ trẻ quá à. Lúc nào cũng bị thua thiệt hơn so với chúng bạn. Nếu chúng ta không bán được những đôi giày này, năm nay lũ trẻ sẽ không có quà Giáng sinh. Mình ơi, hay là còn mấy đôi giày mai tranh thủ lúc rảnh rỗi mình mang ra cửa hàng hỏi họ xem sao. May ra có thể. Ừ, được đó mình à. Để tôi sẽ mang ra các cửa hàng xem sao. Ông ơi, tôi có mấy đôi giày làm thủ công, ông có cần tôi để lại rẻ cho? Rất tiếc, cửa hàng chúng tôi đã nghỉ lễ Giáng sinh rồi. Nếu anh muốn, chúng tôi sẽ cho anh gửi lại. Độ nửa tháng nữa anh qua, nếu bán được á, chúng tôi sẽ gửi tiền cho anh. Vậy cửa hàng có thể cho tôi ứng trước một ít tiền được không ạ? Rất tiếc, chúng tôi không thể làm vậy. Vâng, cảm ơn anh. Nè, anh ơi, nếu anh muốn bán gấp, chỉ có một cách á, là đi vào trong làng, gõ cửa từng nhà. Bay ra có thể bán được một vài đôi đó. Vâng. Henry. Cha. Henry, sao anh về muộn vậy? Thế nào rồi? Không bán được mình à? Họ chỉ cho gửi thôi, thành ra tôi lại mang về. Cha, cha đi đâu cả ngày vậy? Bên ngoài tuyết rơi dày, lạnh lắm mà. Cha ra ngoài có chút việc con à. Mà tuyết rơi dày lắm, cha nghĩ rằng ông già Noel sẽ không tới được đêm Giáng sinh để tặng quà các con đâu. Các con phải đợi tới năm sau vậy. Thật hả cha? Chán quá. Nhưng chúng ta cứ để cửa và ống khói mở, biết đâu ông già Noel tới thì sao? Anh John ơi, chiếc túi. Trời ơi, lẽ nào đêm qua ông già Noel đã ghé qua nhà chúng ta? À, rất nhiều kẹo ngọt, đẹp quá. Cha ơi, cha làm sao vậy ạ? Không sao, cha chỉ hơi mệt thôi. Cha mau khỏe để còn đón Giáng sinh cho chúng con nha. Mà cha biết gì không? Ông già Noel đã tới thăm nhà chúng ta rồi đó. Ông đã mang đến cho chúng con những cây kẹo táo rất ngon và thật đẹp cha ạ. Chắc là hai con ngoan, cho nên dù có vất vả thì ông già Noel vẫn cố gắng đến thăm các con đó. Con thích quá cha ạ. Mình thế nào rồi? Tôi đỡ mệt rồi. Cảm ơn mình. Sao lại cảm ơn? Cảm ơn mình đã luôn cố gắng làm những điều tốt cho các con. Hai đứa sẽ không bao giờ biết được. Để có túi kẹo ấy, cha chúng đã phải đi bộ suốt cả ngày trời trên băng tuyết, gõ cửa từng nhà, cố gắng bán giày để đổi lấy quà cho chúng. Có hề gì chứ, vì nụ cười của các con, tôi không sợ gì vất vả. Bài học làm sao băng. Con à, đêm khuya rồi đấy, dậy đi học đi nào. Chưa khuya lắm mà ba, cho con ngủ thêm chút nữa đi. Con không nhớ hôm nay lớp con sẽ có buổi tham quan trạm điều hành sao băng à? Nếu đến muộn sẽ không kịp giờ tham quan đâu con. Đúng rồi, tí nữa thì con quên mất buổi tham quan thú vị này rồi. Mau đi đánh răng rửa mặt.
ăn bữa khuya rồi cùng ra bến xe Ngân Hà với ba. Ba! Chào các em, anh là nhân viên trạm sao băng. Hôm nay anh sẽ phụ trách dẫn các em đi tham quan trạm. Bây giờ các em hãy xếp hàng và đi theo anh nhé. Đây là phòng hỗ trợ an toàn bay. Sao băng bay lướt qua bầu trời với một tốc độ rất lớn nên phải có phòng kiểm soát hỗ trợ khi cần thiết. Tại sao sao băng lại phải bay với tốc độ lớn như vậy ạ? Thứ nhất, vì sao băng phải xuống thấp hơn so với những ngôi sao khác nên phải bay nhanh để thắng được lực hút của trái đất. Thứ hai, sao băng thường chở rất nặng. Nếu không bay nhanh, sao băng có thể sẽ rơi xuống đất và vỡ vụn. Nguy hiểm quá! Sao băng chở gì mà nặng đến vậy hả? Hãy cùng anh tới căn phòng tiếp theo để biết được sao băng chở gì nhé. Đây là những khối cầu ướt. Bên trong chứa những lời ước nguyện. Công việc của sao băng là thu những lời ước nguyện của con người về và bỏ vào trong các khối cầu này. Những khối cầu đẹp quá, nhiều màu sắc thật. Những lời ước nguyện thuần khiết, trong sáng đều rất nhẹ, thậm chí còn giúp nâng cao sao băng lên. Nhưng bên cạnh đó, có những ước nguyện rất nhỏ nhen, ích kỷ. Chúng thường có màu xám hoặc đen. Những lời ước nguyện này ngược lại rất nặng nề, khiến cho sao băng bay rất khó khăn. Các em có thể lần lượt nhấc thử một khối cầu trắng và xám để so sánh. Nhớ cẩn thận nhé. Ôi, nặng thật đấy. Không thể nhấc lên nổi. Khối cầu này nhẹ nhàng cứ như không ấy. Cho tớ thử với. Vậy thì sao băng đem lời ước nguyện về đây để làm gì ạ? Sau khi đem về đây, các nhân viên ở đây sẽ thổi ánh sáng hy vọng vào những lời ước nguyện đó để làm tăng thêm sức mạnh, niềm tin và ý chí cho con người, giúp con người có thêm nghị lực, kiên trì thực hiện điều mình vẫn cầu nguyện. Đối với những lời ước nguyện ích kỷ, chúng ta sẽ làm cho nó trở nên trong sáng hơn, để nó không còn bị vẩn đục bởi những ham muốn ghen ghét, đố kỵ nữa. Tuyệt quá! Mình đã biết công việc của sao băng rất tuyệt, nhưng mà không ngờ lại có ý nghĩa lớn lao đến như vậy. Phải đó, mình cũng không ngờ công việc của sao băng lại nguy hiểm đến như vậy nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến đài quan sát để tận mắt chứng kiến sao băng làm việc như thế nào nhé. Hăng hơ, thích quá. Sao băng 10 báo cáo đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng. Sao băng! Sao băng kìa! Con mong sao mẹ sẽ chóng khỏi bệnh. Mong sao con sẽ đỗ đại học. Mong sao cho hắn ta bị cắt chức. Mong cho kẻ bội bạc đó sẽ phải trả giá. Điều ước nặng nề quá. Phòng an toàn bay báo cáo chỉ số ra sao rồi? Báo cáo, chỉ số tương đối đang sắp chạm ngưỡng không? Để tăng thêm niềm tin, ý chí cho con người. Làm sao băng là một nghề đòi hỏi nhiều sự hy sinh thầm lặng đó con. Con có chắc là mình muốn làm sao băng không? Con chắc chắn. Những mục tiêu lớn đều đòi hỏi phải có những hy sinh,
nỗ lực vượt qua gian khó. Con muốn được đem sức lực của mình để thực hiện mục tiêu cao đẹp đó. Nếu vậy, trước hết con phải học thật giỏi, có thành tích tốt thì mới được tuyển vào trạm không gian để đào tạo làm sao băng. Dạ, con sẽ cố gắng hết sức bố ạ. À. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.